Thủy quân lục chiến Mỹ đã nhận được 12 xe tác chiến đổ bộ mới tại cảng thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào cuối tuần qua. Báo Stars and Stripes của quân đội Mỹ hôm 1 tháng 7 dẫn thông cáo báo chí từ Thủy quân lục chiến Mỹ cho hay số xe tác chiến đổ bộ, tức ACV, đã đến cảng quân sự Naha hôm 29 tháng 6 để gia nhập lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3. Đây là loại xe bọc thép chở quân 8 bánh được thiết kế để đưa binh sĩ đổ bộ từ tàu vào bờ và sẽ thay thế đội xe đổ bộ cũ. Việc đưa ACV đến Okinawa để biên chế cho lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 trùng với thời điểm Thủy quân lục chiến Mỹ tập trung vào việc trang bị lại để đối phó Trung Quốc. Chiến lược của Thủy quân lục chiến Mỹ là tập trung giành các đảo trong tầm hỏa lực của đối phương và ngăn cản lực lượng của đối phương tiếp cận các eo biển quan trọng. Chỉ huy lực lượng ông Roger Turner nói, việc nâng cấp đơn vị bằng các phương tiện tác chiến đổ bộ mới sẽ tăng cường hơn nữa khả năng hỗ trợ, những nỗ lực răn đe và ứng phó các tình huống bất ngờ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo Stars and Stripes, phương tiện ACV đã thay thế các phương tiện đổ bộ tấn công của Thủy quân lục chiến Mỹ sau cái chết do sự cố của chính lính thủy đánh bộ ngoài khơi Nam California, Mỹ vào tháng 7 năm 2020. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,